Dạ, mời các bạn coi cho ý kiến và đặt câu hỏi cho nhóm. Mời bạn. Hà muốn hỏi là trong cái slide đầu tiên đó là mãi lực của đồng tiền là gì? Cảm ơn bạn. Các bạn nào đặt câu hỏi cho nhóm được không ạ? Mời bạn Trang. Trong mình hỏi mình có thể mấy bạn có thể giải thích rõ hơn về thử pháp không? Tại sao mà cái lạm phát thực nhỏ hơn lạm phát dự đoán mà lại làm cho cái sản lượng nó nhỏ tăng hơn? Cảm ơn bạn. Một cánh tay ở rất xa đã giơ lên một cách mà rất là nhiệt tình. Mời bạn đọc câu hỏi cho nhóm. Nhóm có thể tìm cho mình cái ví dụ để cho mình hiểu rõ hơn về cái hai khái niệm là giảm phát và giảm lạm phát không ạ? Rồi, cảm ơn. Đã coi câu hỏi đặt cho nhóm rồi. Bạn Trang bây giờ trước, bạn Trang phải nhìn cho bạn Trang. Câu hỏi là trong cái chỗ mà lạm phát phi mã, tỷ lệ lạm phát tăng từ 10% đến 1.000%, cái này nó hơi lạ, trong cái này nó hơn 1.000%. Mời bạn Linh. Linh muốn hỏi là có ba chỉ số giá để đo lường lạm phát, thì bạn cho biết là ba chỉ số thì ba thì chỉ số nào dùng phù hợp cho trường hợp nào? Với lại cho mình sự khác biệt giữa thiểu phát và giảm phát và ví dụ của hai cái đó. Các bạn rất quan tâm đến vấn đề giảm phát. Mấy bạn cho mình hỏi là cái chỉ số CPI có còn phản ánh đúng sức mua của đồng tiền nữa hay không khi mà có sự xuất hiện của những cái hàng hóa mới? Mời bạn. Cho mình hỏi là cái chỗ lạm phát dự đoán trong sách mình có đọc á, là có ảnh hưởng không tốt nền kinh tế, thì trong đó có là tạo chi phí cơ hội của việc giữ tiền, có thể rất rõ về phần này. Có bạn nào đặt câu hỏi cho nhóm nữa không ạ? Vậy nếu không thì nhóm xin một vài phút để hỏi gì ý. Bây giờ thì nhóm mình xin trả lời câu hỏi của các bạn, đó là về cái câu đầu là về giảm mãi lực của đồng tiền. Các bạn hỏi là mãi lực của đồng tiền, đó là giảm mãi lực của đồng tiền có nghĩa là khi mà với cùng một cái khi ví dụ như là với cùng một cái số tiền đó mà mình sẽ mua được ít hàng hóa hơn, hay là khi mà tiền nó cũng đồng nghĩa vậy. Có nghĩa là khi mà giá hay là mình dùng với một cùng một cái lượng tiền nhưng mà mình lại hưởng được cái lượng hàng hóa ít hơn. Bạn hồi nãy có một câu hỏi, đó là hỏi về phân biệt về thiểu phát và giảm phát không bạn? Thiểu phát và giảm phát thì nó có nhiều dấu hiệu hình thức biểu hiện bên ngoài giống nhau, cho nên chúng ta có cảm giác đó là thiểu phát và giảm phát nó giống nhau, nhưng mà thực tế thì nó lại không như vậy. Trước tiên thì chúng ta nhìn thêm cái góc độ thời gian á, thì thiểu phát thì chúng ta sẽ rất hiếm gặp khi nền kinh tế thị trường hiện đại. Cái tình trạng thâm hụt triền miên của ngân sách nhà nước do chế độ tiền giấy không còn bản vị kim loại và do mối quan hệ ngày càng gắn bó với các hệ thống kinh tế, thì cái hiện tượng này chúng ta sẽ ít gặp hơn. Chúng ta phải phân biệt rõ về thiểu phát và giảm phát để tránh được tình trạng lưỡng lự cầm chừng thiếu kiên quyết trong việc kiềm chế lạm phát, mặc dù lạm phát vẫn còn ở mức cao trên thực tế. Mình xin trả lời cái câu hỏi về giảm lạm phát và thiểu phát. Đó là giảm lạm phát, mình định nghĩa lại trước, giảm lạm phát là hiện tượng xảy ra mà khi tỷ lệ lạm phát của năm trước, của cái năm được xét,
thấp hơn tỷ lệ lạm phát của các năm trước. Còn thiểu phát là hiện tượng xảy ra mà khi mà tỷ lệ lạm phát thực tế nó nhỏ hơn cái tỷ lệ lạm phát mà dự kiến nên là sản lượng thực sẽ nhỏ hơn sản lượng dự kiến. Ví dụ như là về giảm lạm phát, ví dụ như là về lạm phát của năm trước là lạm phát của năm trước là 1%, thì cái năm mình được xếp vào năm sau này, tỷ lệ lạm phát của nó là 5%, có nghĩa là nó đã thấp hơn so với năm trước, nên gọi là giảm lạm phát. Còn thiểu phát là khi mà tỷ lệ lạm phát thực tế, ví dụ như là tỷ lệ lạm phát dự kiến là 10%, nhưng khi tỷ lệ lạm phát xảy ra thực tế là chỉ có 5% thôi. Gọi là thiểu phát. Giảm phát là hiện tượng mà khi mà các loại hàng hóa và dịch vụ giảm xuống trong một thời gian nhất định. Và giảm phát là do tổng cầu tăng lên. Do tổng cầu giảm. Giảm phát là lạm phát mà với tỷ lệ mang giá trị âm. Biểu hiện của giảm phát thường xuất hiện khi mà kinh tế suy thoái. Mình xin trả lời câu hỏi của Châu là chỉ số CPI có ảnh hưởng đến sức mua của đồng tiền hay không khi mà xuất hiện những loại hàng hóa mới. Theo mình thì chỉ số CPI sẽ không có ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Dù trên thị trường là có rất nhiều loại hàng hóa, nhưng mà trong cái công thức tính cái chỉ số CPI là người ta đã chọn những cái sản phẩm tiêu biểu và nó mang cái đặc trưng riêng. Cho nên ví dụ như Châu đi mua một cái máy vi tính thì Châu cũng sẽ không có quan tâm gì tới cái chỉ số CPI này, mà chỉ số này thì sẽ được quan tâm bởi các nhà kinh tế học. Câu trả lời của mình là như vậy. Về câu trả lời là có 3 loại chỉ số giá, thì bạn hỏi là chỉ số giá được sử dụng như thế nào. Mình trả lời đó là chỉ số giá CPI được sử dụng rộng rãi nhất, và nó là chỉ số được quan tâm nhiều nhất. Nó phản ánh gắn liền với cuộc sống của người tiêu dùng. Tiếp đến đó là chỉ số PPI, được các hãng kinh doanh quan tâm. Còn đối với chỉ số giảm phát thì để điều chỉnh GDP, nó sẽ đánh giá khái quát được tình trạng giá cả của một quốc gia. Nó sẽ được chính phủ sẽ quan tâm nhiều cái đó hơn. CPI nó đánh giá được cái những người ta quan tâm, tại vì đánh giá gắn liền với cuộc sống của người tiêu dùng. Còn người tiêu dùng thì không có cần phải quan tâm nhiều đến nó. Đó là những người biết, mình nói là cái nhà chức trách sẽ quan tâm về cái đó, thế này phản ánh được cái mức sống của người ta, người dân á. Còn người dân mình đi mua những cái đó thì nó hơi sâu quá. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Văn lúc nãy là nếu mà lạm phát dự đoán có ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của việc giữ tiền là khi mà dự đoán được tỷ lệ lạm phát thì sẽ ảnh hưởng đến ứng xử của cá nhân và doanh nghiệp, và khi đó nếu mà tỷ lệ dự đoán lạm phát cao thì nếu dự đoán tỷ lệ lạm phát thấp thì cá nhân và doanh nghiệp sẽ giữ lại tiền, và cái tiền này thì còn khi lạm phát cao thì cá nhân và doanh nghiệp sẽ giữ lại hàng hóa và tiền thật được đưa ra, thì sẽ làm cho cung tiền nhiều hơn. Cô ví dụ như là khi mà người ta dự đoán tỷ lệ lạm phát thấp thì các cá nhân doanh nghiệp sẽ giữ lại tiền. Khi đó thì lượng tiền mà họ đem ra giao dịch sẽ giảm, mà thay vì đó họ sẽ thực hiện các giao dịch ví dụ như qua ngân hàng hay gì đó, và lượng tiền M sẽ tăng lên. Còn khi mà họ dự đoán tỷ lệ lạm phát tăng thì khi đó các cá nhân và doanh nghiệp sẽ giữ lại hàng hóa và lượng tiền thật được đưa ra giao dịch, và thay họ có thể dự trữ vàng, hàng hóa ngoại tệ vân vân. Vì khi mà có cái tỷ lệ lạm phát ví dụ như tăng thì nhà nước sẽ có những cái chính sách, và nếu mà cá nhân và doanh nghiệp cư xử trong cái cách sử dụng tiền như vậy thì sẽ đi ngược lại, gần như là ngược lại với chính sách của chính phủ. Khi mà họ giữ tiền thì cái chi phí cơ hội khi mà sẽ bị mất thì thay vì họ gửi vào ngân hàng hoặc là đầu tư. Mình sẽ giải thích lại ngay chỗ là cái hiện tượng mà giảm mãi lực của đồng tiền á, là
giảm mỹ lực của đồng tiền thì nó cũng đồng nghĩa với là cái vật giá leo thang, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên cao. Có nghĩa là khi mà cùng một cái số lượng tiền nhưng mà người mua chỉ mua được ít hàng hóa hơn. Các bạn đồng ý mà. Ví dụ như là lúc trước thì là một cái ví dụ cho cái mãi lực của đồng tiền, ví dụ như trước đây một cái thùng mì tôm hảo hảo thì mình có thể mua với cái giá là 36.000 là đầu tiên, còn bây giờ là mình phải mua với cái giá là 65.000, đó là tức là cùng một cái giá trị hàng hóa đó thôi, mình phải tăng tiền lên để mới mua được nó. Đó là lạm phát. Đó là, thì lạm phát là giảm mã lực của đồng tiền. Các bạn còn câu hỏi nào cho nhóm mình không ạ? Nếu không thì nhóm mình xin kết thúc phần thuyết trình tại đây ha.